Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình đang ở Huỳnh Văn Nghệ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái này là tiến hành xả bỏ hoàn nguyên lại vật liệu cho khách. Thì đây là cái hệ thống lọc mà mình lắp trước kia mấy tháng rồi anh nhỉ? 8 tháng rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xúc lại cái lọc này. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua cái thông tin của cái hệ thống lọc để các bạn có thể nắm. Là đây là cái hệ thống lọc đầu nguồn, nghĩa là thay vì là bình thường chúng ta sẽ sử dụng là đây là nước máy, nhà khách hàng đang sử dụng là nước máy, nước công tên, nước cấp đó, thì vào trực tiếp vào bồn thì mình sẽ nối tiếp qua hệ thống lọc. Và đây là hệ thống lọc đầu nguồn, thì mình đang sử dụng là cột composite và van chuyên dùng của hệ thống xử lý nước là van ba cửa. Và cái vật liệu hiện nay thì đang sử dụng là vật liệu hoàn nguyên. Vì thế cho nên là trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ tiến hành là xúc rửa lại cái lọc này để hoàn nguyên lại cái vật liệu. Thì các bạn cứ nghĩ đơn giản, nó giống như cái việc là mình sử dụng một cái áo và mình mặc ha, thì nó sẽ dơ, thì sau đó mình sẽ giặt lại, mình mặc lại, nó như vậy đó, nó giống như vậy. Có nghĩa là hoàn nguyên lại vật liệu để làm cho cái hiệu quả xử lý của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Và cái hệ thống lọc này á, thì nó có cái công dụng là thứ nhất, nó sẽ loại bỏ các cái cặn bẩn có ở trong nước. Thì như các bạn biết là trong quá trình mà xử lý và dần nước đi cấp cho dân sử dụng, cho các cái gia đình sử dụng, thì trên các cái van, các cái hệ thống bơm, rồi các cái hệ thống đường ống dẫn, nó sẽ sinh ra một cái rất là nhiều các cái chất reset từ các cái van. Và thứ hai nữa là mình sẽ bị các cái công trình xây dựng nó sẽ làm vỡ đường ống vân vân, các cái nguyên nhân rất là nhiều, thì nó sẽ xâm nhập vào cái nguồn nước của mình. Thì lúc đó thì nhìn chung thì cái nước của mình nó sẽ bị nhiễm các cái hàm lượng kim loại nặng cũng có, rồi cái hàm lượng hữu cơ hòa tan cũng có, rồi trong nước máy nó có một cái hàm lượng đó là clo, thì mọi người hay sử dụng, mở ra thì nó sẽ sộc lên mũi cái mùi giống như là mùi thuốc tẩy, tại vì trong thuốc tẩy thì cái thành phần chính nó là clorin. Thì ở Việt Nam của chúng ta thì cũng đang sử dụng clo để khử khuẩn, cho nên là chúng ta sẽ nghe mùi như vậy. Thì cái hệ thống này nó cũng giúp cho các bạn là hấp thu cái hàm lượng clorin ở trong nước, giúp cho cái nguồn nước của chúng ta nó sạch hơn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ quay lại vấn đề chính là xúc lọc. Và đầu tiên thì mình sẽ xúc ngược cái hệ thống lọc này đó, và các bạn sẽ nhìn vào cái nước, rồi anh nhìn nước luôn, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xúc. Thì trong khi xúc thì mình sẽ giải thích cho các bạn biết, đây là cái van chia nước. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì nước của chúng ta nó sẽ đi vào đây, và qua cái van thì van nó sẽ chia nước, nó sẽ đi theo cái vật liệu lọc từ trên xuống dưới, và sau đó nó sẽ có đường ống thu và nó thu nước ra bên ngoài. Còn khi mà chúng ta xúc thì cái van này chúng ta nó sẽ chia nước của chúng ta là từ phía dưới đẩy ngược lên, thì tất cả các cái bùn dơ cặn bẩn trong nước thì chúng ta sẽ bị được xúc ra bên ngoài hết, để hoàn nguyên lại cái vật liệu này cho chúng ta sử dụng lại, và để đảm bảo cái nguồn nước của chúng ta sạch hơn đó. Thì đây là cái nước mà chúng ta, các bạn và các anh chị có thể thấy nè, đó là cái màu nước trong cái quá trình mà sử dụng. Nếu như mà không có cái hệ thống lọc này, chúng ta ngăn chặn và loại bỏ được các cái bùn đất, các cái thành phần kim loại nặng, thì nó sẽ vào hết tất cả cái bồn chứa, và khi mà chúng ta xài thì nó sẽ vào trong nói chung là trong cơ thể của chúng ta. Và có nhiều người bảo là nó không có cái việc là uống vào nó sẽ chết ngay, thì thật ra nó cũng không có chết ngay được, nhưng mà nó sẽ tích tụ dần và cộng hưởng với các cái vấn đề về không khí ô nhiễm, về thức ăn ô nhiễm, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ động vật, rất là nhiều vấn đề như vậy, thì nó cộng gộp lại nó gây ra cho các vấn đề sức khỏe của chúng ta đó. Và khi mà chúng ta xúc thì các anh chị lưu ý thì mình sẽ đẩy van liên tục, có nghĩa là mình sẽ đẩy qua chế độ xúc xuôi và xúc ngược, để chúng ta làm cho cái nguồn nước nó va đập cái vật liệu, để cho cái chất bẩn của chúng ta ra một cách hữu hiệu nhất, nhiều nhất, và chúng ta có thể hoàn nguyên lại cái vật liệu của chúng ta sạch nhất có thể đó. Và mình sẽ quay lại cho các anh chị xem được là cái nước này là nước lên đó, này đấu đầu trên làm sao chạy ngược lại đó, anh thấy chưa? Đó, bùn đất. Cái này này thì là trong nước thủy cục, có khi người ta xử lý thì có một cái loại mà bên ngành xử lý nước của mình hay gọi là hóa chất trợ lắng đó các bạn. Thì cái hóa chất trợ lắng
Khi mà mình sử dụng cái nước cấp á, thì cái hóa chất trợ lắng có thể là người ta lắng không có hết, không có đạt được 100% được. Thì trong quá trình mình sử dụng á, thì mình nên xử lý lại, lọc lại để đảm bảo cái vấn đề về sức khỏe và an toàn cho gia đình. Và đó là các cái vấn đề mà mình cần nói trong cái video này, để các bạn và cũng như là các anh chị có thể nắm được cái hiệu quả cũng như là hình ảnh thực tế chúng ta thấy bằng mắt, để mà chúng ta có các cái phương pháp và các cái cách mà chúng ta có thể xử lý cái nguồn nước của chúng ta tại nhà để đảm bảo về vấn đề về sức khỏe của chúng ta hơn. Và đó là những cái thông tin mà mình muốn truyền tải đến trong cái video này. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì chúng ta thấy bổ ích thì chúng ta có thể chia sẻ cái thông tin này đến với rất là nhiều người, để chúng ta có thể có những cái thông tin nó khách quan hơn về chất lượng nguồn nước của chúng ta đang sử dụng. Và đừng quên là bấm nút subscribe, đăng ký kênh ở bên phải của video, để chúng ta có thể tiến hành theo dõi ở các video tiếp theo. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và chào tạm biệt. Goodbye.